Chứ record bằng cái zoom này nó lâu lắm. Trước tiên khi vào buổi học, thầy nói qua một chút. Tức là trên nhóm chat ấy, cái phần mục tài liệu thì các bạn cũng có thể download được, nó tiện đúng không? Tuy nhiên cái mục bài tập ấy, mục bài tập thì hình như các bạn nhiều bạn không biết cách download và các bạn cũng không không biết download như thế nào. Thì thầy sẽ làm giống như các lớp khóa 1. Thôi thầy sẽ làm cho các bạn một cái link form này để các bạn tiện các bạn vào vào tải từng file đề nhé. Ở trong cái link form này có file đề từng môn này, ví dụ như toán này, văn này, khoa học này. Đấy, điển hình ví dụ như các bạn muốn tải bài tập phần xác suất chẳng hạn. Các bạn có cái link này, các bạn vào đây các bạn tải thôi. Nó có nút tải, thầy sẽ để nút tải cho các bạn. Nhưng ở đây thầy chỉ up cái phần phần bài tập thôi. Nếu như các bạn muốn xem cái phần hướng dẫn giải chi tiết của từng cái phần mục bài tập đấy thì các bạn làm bài tập ở trên shop sau, tức là có một thời gian có cái phần trắc nghiệm trên máy tính đấy. Các bạn làm xong thì các bạn có thể xem được cái phần giải chi tiết được, thì các bạn có thể đối chiếu lại được. Ngoài ra trong cái phần link này thầy cũng sẽ up lại các đề thi thử. Link thầy sẽ mở cho lớp mình. Đấy, có các link thi thử các bạn có thể vào các bạn làm đề thi, ví dụ đây là cái đề tổng hợp cả 3 phần toán văn này. Đấy, các bạn vào các bạn làm đề giống như các bạn thi đấy, nhưng các bạn lúc nào các bạn sắp xếp được thời gian thì các bạn vào các bạn làm thôi. Có file đề, có file hướng dẫn kèm theo, riêng đề thi thử thì thầy sẽ up hết file lên đây cho các bạn. Bạn nào bảo hỏi thầy sao nhỉ? Đấy, tương tự đối với mục khoa học cũng vậy, các phần lý thuyết và đề thi thầy cũng sẽ up lên đây cho các bạn nhá. Thì lớp mình cũng sẽ có một cái link y chang như thế này. Đấy, thầy sẽ làm cái link cho các bạn và trong trong tuần này sẽ có link cho các bạn thôi để tiện các bạn tải tải file. Đấy, đó là cái đầu tiên thầy muốn nhắc nhở lớp về cái phần link đấy. Bạn nào muốn hỏi cái gì thì các bạn chat lên nhá. Thầy tắt cái âm đi, tránh cho những các bạn mà bị cái tiếng ngoài nó vào trong lớp học mình ấy. Lúc nào thầy hỏi thì thầy sẽ yêu cầu các bạn bật mic lên. Ok. Buổi hôm nay chúng ta sẽ học cái gì? Buổi hôm nay thầy sẽ ôn lại cái phần phần đó là phần xác suất. Thì về riêng cái phần xác suất này nó thuộc chương trình lớp 11 và các bạn cũng đã được học từ năm lớp 11 rồi. Nó cũng không còn lạ gì đâu các bạn nữa. Tuy nhiên, mặc dù đã học rất lâu nhưng thầy đoán là chắc chắn là đa số các bạn sẽ rất kém cái phần xác suất thống kê này. Như vậy, đối với xác suất thì các bạn phải học như thế nào? Đấy, thì các bạn xem các bài toán mà liên quan đến tổ hợp xác suất đấy thì căn bản là để các bạn ứng dụng. Muốn mà các bạn học tốt được cái phần xác suất này thì cái nhiệm vụ của các bạn là các bạn phải luyện tập cái phần phần bài tập. Các bạn làm nhiều bài tập vào để các bạn phân biệt được các trường hợp và chúng ta rành mạch trong cái việc mà các bạn chia các trường hợp đối với từng bài toán đấy. Các bạn phải biết được bài toán nào chúng ta sử dụng biến cố thuận để chúng ta giải, hoặc bài toán nào các bạn sử dụng biến cố nghịch để chúng ta làm. Đấy, như vậy nó sẽ nhanh hơn. Chứ riêng đối với xác suất nhá, các bạn không thể có một cái công thức tổng quát nào để các bạn áp dụng cả. Chúng ta chỉ có những cái dạng bài tập, ví dụ như nó xác suất về cái gì, về cách sắp xếp đồ này, vị trí sắp xếp này, cách chọn này, hoặc là xác suất về về các biến cố nghịch, biến cố thuận này. Đấy, tức là có những cái dạng xác suất kiểu như vậy thôi, chứ nó không có một cái bài toán tổng quát nào để chúng ta giải từng bài tập cả. Mỗi bài tập các bạn lại phải phải phân tích những cái trường hợp khác nhau. Đấy, nên muốn giỏi được cái này, cái nhiệm vụ quan trọng nhất là các bạn cứ làm bài tập thôi thì các bạn sẽ thành thạo được cái này. Thầy hỏi một bạn nào đó nào. Ở đây có bạn nào tự tin về cái xác suất, thử chat lên thầy trên nhóm thầy xem nào.
tự tin nhất về cái mặt này. Nếu như các bạn cảm thấy mình cái phần sắp xếp, thầy thấy có một số bạn cũng làm bài tập ở trên trên sắp về cái phần bài tập này rồi đấy, thầy cũng chưa xem cái điểm số thế nào, nhưng thầy thấy là có một số bạn đã hoàn thành trên đấy rồi đấy. Nên đối với các bạn, khi các bạn học sắp xếp thì bạn nào có kinh nghiệm gì để chia sẻ cho cả lớp nào, chúng ta học ở đây các bạn cứ chia sẻ thoải mái thôi, mỗi bạn sẽ có một cái phương pháp, có khi nó sẽ phù hợp với một số bạn khác nữa. Nào hỏi Lê Hoàng nào, theo em thì khi học sắp xếp đấy thì em xử lý các bài toán như thế nào? Ờ, các bạn Em cũng ở đây. à, có mic rồi đúng không? Ừ, thầy tưởng là các bạn không bật mic được chưa. Ừ, Lê Hoàng 168. Em thường làm mấy cái bài này thì không dùng công thức ạ, toàn suy luận ra thôi ạ. Tức là kinh nghiệm là chúng ta cứ làm nhiều bài tập là chúng ta quen cách hỏi và quen cách suy luận đúng không? Vâng, em chỉ nghĩ ra thôi nhưng mà công thức thì em không dùng. Ừ, thực ra ok đấy, thực ra là nó cũng không 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 những cái công thức mà các bạn sử dụng trong xác suất ok đấy thì đến bây giờ chúng ta đều có máy tính rồi, nhưng ngày xưa khi các bạn bắt đầu các bạn học đúng không, các bạn lại còn phải nhớ xem a như thế nào, p như thế nào, c như thế nào đấy, các bạn phải nhớ những cái công thức như thế này, nhưng những công thức này nó chỉ ứng dụng cho các bài tập cái phần chương chương trước của cái phần xác suất, ví dụ như về phần về phần mà các bạn dùng cái bài toán khai triển đúng không? Đấy. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có máy tính rồi, những cái này các bạn dùng cái máy tính các bạn làm, các dùng máy tính, chúng ta dùng cái máy tính là cái công cụ ấy để hỗ trợ các bạn về cái phần tính toán này. Và trước khi chúng ta ôn lại xác suất thì các bạn cần phải phân biệt cho thầy những cái định nghĩa. Tức là khi nào các bạn dùng P, khi nào các bạn dùng A và khi nào các bạn dùng C. Nhất là giữa C và A là hai cái mà các bạn rất hay nhầm lẫn. Đấy, đối với những bạn mà đang còn kém cái này, các bạn hay nhầm lẫn cái này nhất. Nào, về hoán vị nào. Nếu như các bạn có một tập hợp gồm n phần tử đúng không? Mà các phần tử sắp xếp theo thứ tự n phần tử khác nhau. Đấy, thì khi đó chúng ta tính được cái số trường hợp nó sẽ bằng bằng n dư thừa. Ví dụ như chúng ta có 10 người đứng vào 10 vị trí đúng không? Như vậy người thứ nhất có 10 cách chọn, tương tự người thứ hai sẽ giảm đi còn 9 cách chọn. Đấy, đến người cuối cùng thì chúng ta sẽ có 10 dư thừa cách chọn đối với những cái trường hợp như thế này. Còn đối với chỉnh hợp là gì? Chúng ta cũng có một cái n phần tử đấy, ví dụ như bây giờ cũng có 10 phần tử như vậy. Và chúng ta lấy ra, giả dụ như thầy lấy ra 3 phần tử đi, tức là miễn sao cái số phần tử chúng ta lấy ra nó phải phải nằm trong 10 phần tử đấy đúng không? Nó lớn hơn, bé hơn hoặc bằng 10 phần tử đấy. Và trong 3 phần tử chúng ta lấy ra nó có sắp xếp theo một thứ tự. Sắp xếp theo một thứ tự nhá. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng dùng A. Ví dụ đúng không? Ví dụ bây giờ thầy có 10 người đi. Mỗi người có một 10 người bây giờ thầy cho vào 10 vị trí khác nhau. Đấy, bây giờ thầy lấy 3 người thôi. Lấy 3 người. 3 người để sắp xếp vào 10 vị trí đấy. Như vậy, khi thầy lấy 3 người thì việc mà thầy sắp xếp người thứ nhất vào vị trí thứ nhất, hoặc là người thứ hai vào vị trí thứ nhất, hoặc người thứ ba vào vị trí thứ nhất đúng không, nó đều cho ra chúng ta một một trường hợp đấy. Ví dụ như chúng ta có 3 người 1 2 3 đúng không, thì cái việc mà thay đổi vị trí trong 3 người này này, 3 2 1 chẳng hạn, hoặc là 2 1 3 đấy, chúng ta thay đổi vị trí của 3 người này thì nó sẽ cho chúng ta ra 3 trường hợp khác nhau đấy. Tức là cái vị trí của từng phần tử nó ảnh hưởng đến đến kết quả của cái biến cố, thì khi đó chúng ta sẽ dùng dùng A. Thì cái dấu hiệu để các bạn biết được dùng A, chúng ta sẽ dễ dàng thấy, đó là người ta sẽ đề cập đến vấn đề đó là cái vị trí của từng từng phần tử, thì chúng ta phải ghi nhớ là nó sẽ dùng A chẳng hạn. Một cái tiếp theo
đó là về tổ hợp. Cái này thì là cái mà chúng ta đa số chúng ta sẽ gặp rất nhiều trong các bài tập. Thường là các bài tập sẽ thiên hướng về chúng ta dùng dùng tổ hợp nhiều hơn. Tức là sao? Nó cũng có n phần tử. Và bây giờ các bạn chỉ lấy ra k phần tử thôi. Và trong k phần tử đó nó không bị ảnh hưởng về thứ tự. Như vậy cái sự khác nhau giữa A và C nó chính là đây, chính là đây, sắp xếp theo thứ tự. Đấy, các bạn để ý cho thầy cái này. Cái này là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa A và C. Như vậy chúng ta nhìn một phát chúng ta cũng biết ngay. Chắc chắn là cái trường hợp mà liên quan đến sắp xếp theo thứ tự thì nó sẽ cho ra nhiều biến cố hơn so với cái việc mà chúng ta sử dụng tổ hợp mà 3k phần tử này nó không phụ thuộc vào thứ tự. Ví dụ như bây giờ thầy có 10 quả táo đúng không? 10 quả táo. Bây giờ thầy lấy ngẫu nhiên 3 trái táo thôi. 3 trái táo. Như vậy việc thầy ôm quả 3 trái táo 1 2 3 hay là 3 2 1 hoặc là 2 1 3 thì lúc nào cái việc xác suất thầy lấy nó cũng chỉ là 3 trái táo này và cái thứ tự của 3 trái táo này nó không không ảnh hưởng đến cái việc mà thầy cầm 3 quả táo thì cuối cùng là vẫn là 3 quả táo đấy trong một cái bàn tay của thầy hoặc trong một cái giỏ của thầy thôi. Tức là cái thứ tự thầy lấy trái nào trước, trái nào sau nó không ảnh hưởng đến cái biến cố của chúng ta đang xét. Đấy là các bạn phải phân biệt rõ hai cái này cho thầy. Đó là nhắc về lại về cái phần hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp cho cả lớp nhá, để các bạn phân biệt được khi nào chúng ta dùng P, khi nào chúng ta dùng A và khi nào chúng ta dùng dùng C. Và trọng tâm nhất của thầy đó là cái A và cái C đấy, cái chỉnh hợp và cái tổ hợp đấy. Nó sẽ khác nhau giữa thứ tự của các phần tử trong trong cái tập hợp chúng ta chọn. Hoán vị tròn cái này ít khi các bạn gặp thôi, tức là nó cũng giống tương đương giống như cái P mà các bạn vừa vừa xét đây này. Đấy, nhưng nó khác một cái đó là cái phần tử đầu tiên và phần tử cuối cùng nó trùng nhau. Tức là nếu như theo một đường thẳng đúng không? Từ từ 1 đến n. Nhưng theo một đường tròn thì cái 1 và cái n này nó trùng nhau. Như vậy cái giá trị của chúng ta sẽ là n trừ 1 tất cả dài thừa. Đấy, bản chất của nó cũng giống như cái hoán vị phía P của chúng ta thôi. Đấy, các bạn phân biệt cái này. Cái này thì cũng ít khi các bạn gặp trong bài tập lắm, nên thầy chỉ nhắc qua cho các bạn để các bạn hình dung hoán vị tròn là như thế nào. Tất cả những cái định nghĩa về tổ hợp này, chỉnh hợp này, hoán vị này, tất cả những cái này nó chỉ là cái công cụ để các bạn tính ra số trường hợp của một biến cố thôi. Đấy, còn bài toán mà các bạn gặp sẽ là bài toán tính xác suất thống kê, tính xác suất đấy. Như vậy tính xác suất thì các bạn sẽ phải phải tính được cái số trường hợp của biến cố và tính được cái không gian mở. Như vậy khi gặp một bài toán tính xác suất thì các bạn cần xác định cho thầy hai cái. Cái thứ nhất là các bạn xác định cho thầy về không gian mở. Cái thứ hai là xác định cho thầy biến cố mà chúng ta đang cần tính. Và cái biến cố này sẽ tính dựa vào cái gì? Dựa vào P, C và A. Đấy, chúng ta xem bài toán nó vướng vào cái trường hợp nào. Thì chúng ta tính theo trường hợp đấy. Như vậy các bạn ghi nhớ nhá. Muốn xác định được xác suất chúng ta phải cần biết được cái không gian mở và số trường hợp xảy ra biến cố. Và cái này là cái mà các bạn sẽ ứng dụng vào làm bài tập. Công thức thì có thế này thôi. Nhưng cái khó nhất trong bài toán đó chính là xác định số trường hợp của biến cố. Có một số quy tắc xác suất như sau. Nếu như mà hai biến cố xung khắc nhau thì bây giờ xác suất của cả hai cái nó sẽ bằng tổng của xác suất từng cái. Xác suất của hai cái sẽ bằng tổng xác suất của từng cái. Và công thức tính xác suất của biến cố đối là một công thức mà các bạn sẽ ứng dụng rất nhiều trong các bài toán mà chúng ta sử dụng biến cố nghịch để chúng ta tính toán. Ví dụ như bây giờ các bạn đề hỏi tính ít nhất là lớn hơn hoặc bằng
Thôi tính xác suất để bắn trượt đi chẳng hạn. Tính xác suất để bắn trượt. Nếu như cái việc mà các bạn tính xác suất bắn trượt nó khó quá, nó dài quá, nó có quá nhiều trường hợp chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ tính cái trường hợp ngược lại, đó là xác suất để bắn trúng nó ít trường hợp hơn. Có xác suất bắn trúng rồi thì các bạn sẽ lấy cái giá trị 1 trừ đi cái xác suất bắn trúng thì chúng ta ra được xác suất bắn trượt. Và khi đối với các bài toán mà dấu hiệu để chúng ta nhận biết được là nó dùng biến cố nghịch hay không đấy, thì chúng ta hay có dấu hiệu là lớn hoặc bằng, hoặc là bé hoặc bằng, hoặc là ít nhất. Tức là những cái trường hợp đấy là các bạn phải suy nghĩ là liệu chúng ta có thể sử dụng biến cố nghịch được hay không, hoặc là bé hơn bằng 2 chẳng hạn. Ví dụ như bé chọn chọn ít nhất bé bằng 2 người chẳng hạn, hoặc là 2 đề thi chẳng hạn, thì chúng ta xem cái trường hợp mà chọn lớn hơn hơn 2 đề thi nó sẽ như thế nào. Tiếp theo nào. Thôi các bạn không phải chat nhá. Nhanh quá thì sợ các bạn lại không hiểu, chúng ta cứ đi chậm chậm thôi. Quy tắc phép nhân của xác suất là gì? Đấy, nếu như hai biến cố độc lập thì chúng ta sử dụng cái tích xác suất như bình thường thôi. Tương tự với nhiều biến cố cũng vậy. Là một số lưu ý khi làm các bài toán xác suất nào. Cái lưu ý đầu tiên đó là các bạn tránh nhầm lẫn khi dùng quy tắc cộng và khi nào là dùng quy tắc nhân. Đấy. Đó là hai quy tắc này thôi, các bạn không tranh cãi nhá. Tất nhiên lớp mình có những bạn sẽ tốt về môn toán thì chúng ta thi 7 môn mà. Khi các bạn ôn thì các bạn vẫn phải ôn cả 7 môn. Thì thầy vẫn phải đi lộ trình như này thôi. Chuyên đề thì như thế này là nhanh đấy, vì mỗi chuyên đề thầy chỉ dạy trong một buổi thôi, gần như là thầy chỉ nhắc lại những cái bài toán trọng tâm của các bạn thôi. Những cái nào mà thầy có thể nói kỹ hơn thì thầy sẽ cố gắng nói kỹ cho từng bạn. Cái đầu tiên đó là tránh nhầm lẫn giữa quy tắc cộng và quy tắc nhân. Đấy, các bạn sẽ xem qua ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn thế nào là quy tắc cộng, thế nào là quy tắc nhân. Ví dụ rất đơn giản thôi. Ví dụ như một lớp có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ đúng không? Người ta chọn ra một học sinh để đi đi dự trại hè. Như vậy, số cách chọn của bài này nó sẽ là bằng 25 cách chọn học sinh nam cộng với 20 cách chọn học sinh nữ. Như vậy việc chọn một học sinh đi dự hè, một học sinh nam hoặc một học sinh nữ nó không liên quan gì đến nhau cả. Đấy, nên mỗi trường hợp chọn như vậy thì chúng ta sẽ có một cái biến cố độc lập. Như vậy chúng ta sẽ tính được tổng số trường hợp sẽ bằng bằng quy tắc cộng, đó là bằng tổng của hai hai cái phương án đấy, phương án 1 và phương án 2. Còn đối với quy tắc nhân thì như thế nào? Các bạn xem ví dụ số 2 cho thầy. Bây giờ bạn cầm muốn mua một chiếc áo mới và một chiếc quần mới để dự sinh nhật. Ở cửa hàng có 12 chiếc áo khác nhau, 12 chiếc quần khác nhau. Như vậy có bao nhiêu cách để chọn được một bộ quần áo? Thì các bạn để ý này, một bộ quần và áo, như vậy giữa hai cái này nó có sự sự liên quan đến nhau đúng không? Có sự liên quan đến nhau. Như vậy muốn tính được số cách chọn giữa cả quần và áo thì chúng ta sẽ phải sử dụng quy tắc nhân. Như vậy chúng ta có bao nhiêu cách chọn áo? 12 cách chọn áo và 15 cách chọn quần. Đấy, như vậy để chọn được một bộ bao gồm cả quần và áo thì các bạn sẽ phải dùng quy tắc nhân. Các bạn cứ hình dung là ví dụ như ở đây thầy chọn được một chiếc áo số 1 đúng không? Như vậy chiếc số 1 này nó sẽ liên kết được với từ số 1 đến số 15 của chiếc quần. Đấy, cứ lần lượt như vậy nó sẽ cho riêng chiếc áo số 1 này chúng ta sẽ có 10 15 cách cách để mặc quần. Tương tự với các chiếc áo khác cũng vậy. Như vậy chúng ta bắt buộc phải sử dụng quy tắc nhân, nó có sự liên quan đến nhau. Hơi những bài này thì đơn giản nên thầy sẽ lướt nhanh cho các bạn. Lát nữa sang cái phần bài tập thì các bạn sẽ cùng làm bài tập với nhau. Cái này chỉ là để nhận diện thôi, chưa phải là cái bài toán tích xác suất. Đấy, chỉ là nhận diện số trường hợp thôi. Tiếp theo nào. Em xem lại ví dụ một đấy ạ. Đây, ví dụ 1 đây. Đó là cách, các bạn để ý nhá, số cách chọn một học sinh dự trại hè. Như vậy, việc chọn một học sinh thôi thì các bạn chọn một học sinh nam cũng được, hoặc là một học sinh nữ cũng được. Và từng phương án chọn đấy nó không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Đấy, nó không có liên quan gì đến nhau cả. Còn bài toán thứ hai
là việc là số cách chọn một bộ quần áo như vậy. Mỗi cách chọn là chúng ta phải đồng thời chọn cả quần và áo. Như vậy với mỗi chiếc áo và chiếc quần khác nhau mà khi nó kết hợp lại với nhau thì nó cho ra một biến cố khác nhau. Nên khi chúng ta tính là chúng ta phải sử dụng quy tắc là quy tắc nhân để tính được tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Rồi, ví dụ số 3 nhá. Rồi nếu nhanh quá thì các bạn có thể tải lại cái file lý thuyết này ở trên trên shop ấy. Các bạn xem lại cũng được. Ví dụ số 3 là một người có 7 chiếc áo, trong đó có 3 chiếc áo trắng, 5 chiếc cà vạt và trong đó có 2 cà vạt vàng. Tìm số cách chọn một áo và một cà vạt sao cho đã chọn áo trắng thì không không chọn cà vạt vàng. Nào, các bạn cùng giải bài này thầy xem nào. Lưu ý nhá, tìm số cách chọn một áo và một cà vạt sao cho đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt vàng. Các bạn chat thì các bạn chat ở chế độ everyone nhá. Ví dụ như 150 đấy, vẫn đang để chế độ chat là chat cá nhân đấy. Bài này cũng không gì khó đúng không? Trường hợp đầu tiên, cách 1, các bạn có thể tính từng trường hợp ra cho thầy. Đấy, ví dụ như các bạn chọn áo trắng thì có 3 cách đúng không? Chọn một cà vạt mà không phải là màu vàng. Đấy thì chúng ta có thêm 3 cách tại vì có 2 cà vạt vàng thì tất nhiên là 3 cái còn lại là không phải màu vàng rồi. Và để yêu cầu đây là đã chọn áo trắng thì không chọn áo cà vạt vàng. Như vậy trường hợp đầu tiên đó là chúng ta chọn áo trắng cộng với một cà vạt không không vàng. Đấy, trường hợp thứ hai là chọn áo không trắng. Không trắng thì các bạn được phép chọn bất cứ cái cà vạt nào đúng không? Cà vạt nào cũng được, miễn làm sao nó không không phải là trắng đi với vàng là được. Đấy, còn đã không trắng rồi thì đi với cái nào cũng cũng ok. Đấy, thì chúng ta sẽ có từng cách chọn như vậy. Như vậy cái trường hợp 1 chúng ta sẽ có 9 cách chọn. À, trường hợp thứ hai chúng ta có 20 cách chọn và chúng ta sử dụng quy tắc cộng đối với hai trường hợp này. Chúng ta sẽ được 29 cách chọn. Đó là cách đầu tiên là các bạn xử lý từng từng trường hợp một. Còn cách thứ hai là gì? Ở đây người ta yêu cầu là làm sao cho một áo trắng không chọn cà vạt vàng là được. Như vậy chúng ta chọn trực tiếp cà vạt vàng như thế. Tức là bây giờ chúng ta tính số trường hợp một áo trắng cộng với một cà vạt vàng. Đấy, xem như có bao nhiêu trường hợp tất cả. Đây, chúng ta chọn một áo trắng và một cà vạt vàng thì chúng ta có 6 cách đúng không? Và cách mà chúng ta chọn một áo và một cà vạt bất kỳ là 35 cách. Như vậy lấy 35 cách này trừ đi 6 cách mà nó trùng vào cái yêu cầu đề bài yêu cầu là chúng ta không được chọn cái này thì chúng ta sẽ ra được 29 cách chọn một áo và một cà vạt thỏa mãn yêu cầu. Cái này chính là cái điển hình cho việc là chúng ta sử dụng biến cố nghịch đây. Biến cố nghịch đây. Đấy, sau này các bài toán xác suất cũng vậy. Xác suất chúng ta cũng sẽ làm kiểu như này. Đấy, các bạn xem lại bài này nhá. Bài này nó sẽ là tổng hợp giữa cả hai hai trường hợp đó là quy tắc nhân và quy tắc cộng. Như vậy đúng không? Qua ba ví dụ chúng ta sẽ nhận thấy được là quy tắc nhân sẽ áp dụng khi các trường hợp khác nhau mà nó liên quan đến biến cố cần tính xác suất và sự thay đổi của trường hợp này nó sẽ cho thêm một kết quả của trường hợp khác. Đấy, còn đối với các trường hợp độc lập
thì sự thay đổi của trường hợp này không tạo ra kết quả mới cho trường hợp khác thì chúng ta dùng dùng quy tắc cộng. Đấy, cái đầu tiên các bạn cần lưu ý cho thầy đó là phân biệt giữa quy tắc nhân và quy tắc cộng khi nào sử dụng cho nó chính xác. Cái thứ hai, phân biệt việc chúng ta dùng PA hoặc là C để tính các trường hợp. Đấy, hoán vị chỉnh hợp hay là tổ hợp. Nào, các bạn xem ví dụ số 1 nào. Từ các chữ số sau, L được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau đúng không? Thì ở đây là có 6 chữ số và lập các 6 chữ số khác nhau thì nó liên quan đến vị trí. Khi các bài toán liên quan đến 6 chữ số, bài toán liên quan đến chữ số đấy, thì các bạn chỉ cần chú ý cho thầy duy nhất một số thôi. Nếu như trong đề bài có, đó là số 0. Vì số 0 không thể đứng đầu được. Tuy nhiên trong bài này chúng ta không đề cập đến số 0 nên các bạn cứ làm bình thường thôi. 6 số khác nhau cho vào 6 vị trí. Như vậy chúng ta sẽ có 6 dây thừa ra 720 10 cách lập số tự nhiên từ 6 số này. Các bạn ra ngoài thì các bạn không cần xin phép đâu nhá. Cứ đúng 10 giờ tất cả các bạn đã ra thì thầy sẽ khóa phòng lại. Đấy, nên đảm sau 10 giờ các bạn ra thì các bạn không vào được nữa. Đó là cái lưu ý các bạn thôi. Còn các bạn có thể xem lại video nên thầy cũng không bắt buộc cái chuyện là các bạn. Nào, ví dụ số 2 nào. Sắp xếp 5 bạn học sinh vào 5 chiếc ghế có 5 chỗ ngồi khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau. À, các bạn làm như thầy ví dụ số 2 trước nào. Ok, gọi một bạn nhá. Ngô Vũ Thiên Trang nào. Ui, cái tên nghe kêu quá. Đâu nhờ, Ngô Vũ Thiên Trang có mic không nhờ? Ừ, nghe giọng các bạn chút cho nó. Các bạn nam có tinh thần, các bạn nam học bài. À, bắt đầu nào. Câu này làm thế nào? Câu này đầu tiên xếp 5 bạn vào 5 chỗ khác nhau thì có 5 dây thừa cách ạ. Ừ. 5 dây thừa, bấm máy tính ra đáp số rồi, ok, tiếp theo. Tiếp tục đi nào. Xếp bạn An và bạn Dũng ngồi cạnh nhau có 2 cách. Thì xem bạn An và Dũng là 1 phần tử cùng với 3 người còn lại. Có nghĩa là có 4 phần tử xếp vào 4 chỗ ạ. Thì suy ra là sẽ là 2 nhân cả 4 dây thừa cách ạ. Đúng rồi, vừa cuối cùng là lấy, vừa cuối cùng lấy 5 dây thừa trừ đi 2 nhân 4 dây thừa là ra 72 ạ. Ok, ở đây thế. Được rồi nhá. Cách làm của bạn là hoàn toàn chính xác rồi. Đúng không? Thầy giải thích cho những bạn khác nhá. Ở đây người ta yêu cầu làm sao cho An và Dũng không ngồi cạnh nhau. Ok, nếu như một trường hợp An và Dũng không ngồi cạnh nhau, các bạn chia trường hợp nó quá nhiều chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn cứ tính cái trường hợp mà An và Dũng ngồi cạnh nhau đi. Mà khi làm các bài toán xác suất, cái trường hợp mà ví dụ như sắp xếp ngồi cạnh nhau này, hoặc là sắp xếp người hay là sắp xếp sách hay là cái gì đó cứ cạnh nhau thì các bạn ghép nó thành một cho thầy. Ở đây An và Dũng đúng không? An và Dũng thì các bạn cho thành một người. Đấy, trong cái việc sắp xếp một người An và Dũng này thì có hai cách, đó là một là An Dũng, cái thứ hai là Dũng An. Đấy, bản thân cái việc mà sắp xếp hai người vị trí gần nhau thì sẽ có hai cách chọn như vậy. Và An và Dũng đã xem như là một người rồi thì chúng ta sẽ có
Có 3 người còn lại độc lập đúng không? Cộng với An và Dũng là một người thứ tư nữa. Như vậy chúng ta có 4 người cho vào 4 vị trí khác nhau. Thì chúng ta sẽ có 2 nhân 4 giây thừa cách. Như vậy cái số trường hợp mà chúng ta cần tính đó là lấy 5 giây thừa trừ đi cái số trường hợp mà nó sai thì chúng ta sẽ ra được 72. Đáp án B. Tương tự nào, các bạn làm nhanh cho thầy ví dụ số 3. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 sách văn khác nhau và 7 sách toán khác nhau trên một kệ sách dài? Nếu các sách văn phải sắp xếp kề nhau. Lưu ý là các sách văn phải xếp kề nhau. Ok, ở đây chúng ta đa số các bạn đều chọn A đúng không? Chúng ta thấy 5 quyển sách văn kề nhau. Ok, chúng ta cho 5 quyển đấy thành một quyển đi. Như vậy trong nội bộ 5 quyển thì chúng ta có 5 giây thừa cách xếp đúng không? Ok, 5 giây thừa cách xếp và bây giờ chúng ta có 7 quyển toán khác nhau. 7 quyển toán khác nhau tương ứng với chúng ta sẽ có 8 vị trí đặt sách văn. Đấy, đây xem như là một bộ sách văn. Đấy, chúng ta sẽ có 8 vị trí chúng ta ném quyển sách văn này vào. Như vậy chúng ta sẽ có thêm 8 giây thừa. Vậy chúng ta sẽ có 5 nhân nhân 8 nhá. Đây các bạn cứ gộp nó lại những cái gì kề nhau các bạn cứ xem nó là một thôi. Ok, cái trường hợp thứ hai đó là các bài toán sử dụng C dấu hiệu để chúng ta nhận biết vai trò. Đó là vai trò các phần tử trong không gian đấy là nó như nhau. Vậy tức là việc thay đổi thứ tự của các phần tử nó không ảnh hưởng đến biến cố của bài bài toán. Các bạn đợi thầy một chút nhá. Tiếp tục nào, ví dụ số 1. Để chúng ta hình dung là cái này thôi. Khá đơn giản, chúng ta chọn hai học sinh từ bảy học sinh đúng không? Người ta không nói gì đến đến việc là hai học sinh như thế nào cả. Như vậy các bạn chọn hai học sinh thì bản thân việc thay đổi thứ tự của hai học sinh của nhau thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả bài toán cả. Như vậy ở đây chúng ta phải sử dụng đó là C2 của 7. Đấy, chọn hai học sinh trong 7 học sinh thì sẽ là C2 của 7 và hai học sinh này nó không ảnh hưởng đến thứ tự của việc là chúng ta chọn học sinh nào trước chẳng hạn và chọn học sinh nào sau. Đấy là ví dụ số 1 nhé, để các bạn hình dung được cái việc chúng ta phải sử dụng C như thế nào trong trường hợp như thế nào. Ví dụ số 2. Trong một nhóm có 8 học sinh, 10 học sinh nam và 8 học sinh nữ, hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh? Trong đó có 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ. Đấy, tương tự ở đây chúng ta sẽ có cái đáp số đúng không? Chúng ta có 10 sinh nam mà chúng ta chọn 5 học sinh trong đó có 3 học sinh nam. Như vậy chọn 3 học sinh nam trong 10 học sinh nam chắc chắn là có C3 của 10 rồi. Và chọn 2 học sinh nữ trong trong 8 học sinh nữ sẽ là C2 của 8. Và yêu cầu chọn 5 học sinh tức là giữa hai cái này nó liên quan đến nhau thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc nhân. Như vậy nó sẽ là bằng C3 của 10 nhân với C2 của 8. Đáp án chính xác là đáp án A. Tiếp theo nào. Các bạn xem cho thầy ví dụ số 3 nào. Làm cho thầy ví dụ số 3 nào, comment đáp án vào. Ví dụ số 3. Các bạn cứ yên tâm đi.
Các bạn cứ mấy bài tập này nó đang đơn giản thôi, chúng ta phải nhận diện được là các bạn sử dụng CAP như thế nào, là các bạn phải nhận diện được các mấu chốt nhỏ trong cái bài toán xác suất đấy. Khi các bạn gộp lại một cái bài toán lớn đấy thì chúng ta sẽ xử lý được nó dễ dàng hơn đấy. Các bạn cứ làm xong các ví dụ này, chúng ta sẽ sang cái phần bài tập. Bài tập xác suất mà đã khó là nó sẽ cực kỳ khó, vì nó sẽ khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ đó là các bạn khó phân biệt được các trường hợp xảy ra đấy, chúng ta không biết cách là chúng ta xử lý các trường hợp như thế nào cả. Thầy nhắc trước nhá, trong lớp mình nhá, các bạn trao đổi bài tập hay là bất cứ thứ gì không có sự tranh cãi hay là sự trao đổi mà nó mang tính quá nặng nề đâu đấy, lưu ý cho thầy. Chúng ta học là chúng ta phải phải trao đổi có sai có đúng, không phải là một giờ vì chúng ta học giỏi môn toán chẳng hạn, các bạn thấy những cái bài đơn giản các bạn khác làm sai chúng ta có ý kiến chẳng hạn. Đấy, ví dụ như bạn giỏi môn toán nhưng thế mạnh của bạn lại là môn văn chẳng hạn. Đấy, chúng ta cũng không thể hơn kém các bạn khác được. Cái kết quả cuối cùng cho bài thi 7 môn đó là cái quyết định. Một môn toán nó cũng chỉ là một phần trong cái bài kiểm tra thôi. À, cái này thì đơn giản rồi đúng không? Các bạn xem coi. Chúng ta có 4 quả táo, 3 cam, 2 chuối và cho 9 cháu, mỗi cháu một quả, hỏi có bao nhiêu nhiều cách chia khác nhau. Như vậy chúng ta có 4 cháu để chia táo thì sẽ có C4 của 9. Như vậy nhóm 3 cháu sẽ chia cam, trong còn lại 3 cháu, trong còn lại mấy cháu? Trong còn lại 5 cháu đúng không? Sẽ là C3 của 5. Các bạn lưu ý nhé, ở đây chúng ta có tổng là 9, 9, 9 cháu. Như vậy khi mà đã lấy ra 4 cháu để cho táo rồi thì cái số cháu còn lại để nhận cam là 5 cháu, và chúng ta sẽ có 3 quả cam cho 5 bạn này. Như vậy chúng ta sẽ có C3 của 5. Tương tự cái trường hợp cuối cùng đó là còn hai cháu thì cho hai chuối đúng không? Thì chúng ta còn còn C2 của 2 tức là 1 đấy. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cả là 1.260. 10 cách. Tiếp theo nào. Ví dụ số số 4 nào. Ví dụ số 4. Đấy, chúng ta cứ dần dần chúng ta nâng cao cái mức độ bài tập lên một chút thôi. Các bạn cứ đi chậm chậm thôi, không phải vội vàng. Buổi đầu tiên, chương đầu tiên chưa xác suất nâng khá nhẹ. Tại một buổi lễ có 12 à 13 cặp vợ chồng tham dự, mỗi ông bắt tay với một người trừ vợ của mình. Các bà không ai bắt tay nhau, hỏi có bao nhiêu cái bắt tay? Đấy, cái này chắc là ông bà cãi nhau đúng không? Nên ông chồng thì không bắt tay với vợ của mình. Đấy, các bạn tính xác suất cho thầy. Có bao nhiêu cái bắt tay trong bài toán này? Tiệt. Có người phát túi túi gì đây? Ôi. Nào, tắt mic nào, Về tắt mic nào. Quyền. Trước khi mà các bạn làm việc riêng, các bạn phải tắt mic nhá. Ở đây có rất đông các bạn khác.
Mỗi bạn phải có một sự tôn trọng riêng dành cho lớp. Nào, Trần Anh nào. 013 nào. Bài này làm thế nào nào? Đầu tiên là ta có số khai thác tay là của mấy bạn cặp vợ chồng không điều kiện là C226 ạ, và bằng con số là 325 tiếp Rồi. theo đây tính đó, số cái bắt tay của bà vợ rồi 13 cặp vợ chồng rồi sau đó lấy số cái lớn nhất trừ dần Ok. Đơn giản thế này đúng không? Các bạn cứ thấy là một cái bắt tay, tức là sẽ có 13 cặp vợ chồng, tức là sẽ có 26 người đúng không? Cứ hai người với nhau thì được một cái bắt tay. Như vậy chúng ta sẽ chọn hai người trong 26 người thì sẽ sinh ra được một cái bắt tay. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cái số bắt tay là đây, 325 cái. Và đề yêu cầu ở đây là gì? Các bà vợ không ai bắt tay nhau cả. Như vậy chúng ta tính số cái bắt tay của các bà vợ, có 13 bà vợ. Đấy, cứ lấy hai bà vợ ra trong 13 bà vợ thì chúng ta lại có một trường hợp bắt tay. Như vậy chúng ta sẽ tính được 78 trường hợp là các bà vợ không bắt tay. Tiếp theo, các ông chồng không bắt tay với vợ mình thì chúng ta phải tính thêm cái trường hợp này nữa, tức là có 13 cặp vợ chồng thì có 10 13 cái trường hợp này chúng ta không không tính đến. Như vậy số cái bắt tay mà thỏa mãn theo đề bài toán yêu cầu sẽ là 200 234. Ok. Tiếp theo nào, ví dụ số 5 nào. Từ 12 câu ở từ 20 câu trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó. Người ta chọn ra 10 câu để làm bài kiểm tra sao cho có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó ấy. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi. Thế bây giờ chúng ta chỉ làm bài tập thôi, cái phần lý thuyết nó chỉ có vậy thôi, phân biệt và tránh cái trường hợp những cái nhầm lẫn trong khi các bạn làm bài. Lưu ý cái mấu chốt của chúng ta ở đây là gì? Một đề kiểm tra chúng ta phải có cả 3 loại, đó là dễ, trung bình và khó. Và chúng ta chọn ra 10 câu để làm bài kiểm tra. Ok, thầy nói luôn câu này nhá. Các bạn để ý cho thầy. Ta có ở đây yêu cầu là lập ra bài kiểm tra sao cho có đủ cả 3 loại dễ, trung bình và khó đúng không? Nếu như bây giờ các bạn phân trường hợp ví dụ như bao nhiêu câu dễ, số cách chọn bao nhiêu câu trung bình, bao nhiêu câu khó thì nó rất chi là phức tạp, nhiều trường hợp. Như vậy bây giờ chúng ta tính trước cho thầy một cái không gian mở. Tức là số cách chọn 10 câu bất kỳ trong 20 câu để hình thành nên một đề thi thì chúng ta được một cái này nó gọi là cái không gian mở của chúng ta đây. Đấy, sẽ là C10 của 20. Cái tiếp theo, số cách chọn 10 câu mà không có câu dễ nào. Không có câu dễ nào. Tức là chúng ta sẽ bao gồm 9
7 câu trung bình cộng với 4 câu khó là bằng 11 câu đúng không? Như vậy bây giờ các bạn sẽ lấy 10 câu trong trong 11 câu này. 10 câu trong 11 câu này thì chúng ta sẽ được C10 của 11. Tương tự bây giờ các bạn tính số trường hợp mà chúng ta chọn ra không có câu trung bình nào. Như vậy chúng ta sẽ có còn lại là không có câu trung bình nào ở dưới đây. Còn lại 9 cộng với 4 đúng không? Là 13 câu. Như vậy chúng ta chọn 10 câu trong 13 câu thì là C10 của 13. Đấy, số cách chọn mà không có câu khó, tức là chúng ta bỏ các câu khó đi, chúng ta có 9 cộng với 7 là bằng 16. Như vậy chúng ta chọn 10 trong 116 6 câu này. Như vậy chúng ta sẽ trừ đi, lấy cái không gian mở chúng ta trừ đi cái ba trường hợp này thì chúng ta sẽ ra được số cách chọn 10 câu mà nó sẽ có đủ cả ba loại, đó là dễ, trung bình và khó. Là 1.000 à 17 176.451. Ôi cái này chúng ta lướt qua nhé. Đây là các bài toán sử dụng chỉnh hợp. Có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và lớn hơn 3 350. Thôi bài này cũng hay. Các bạn làm cho thầy. Các bài toán mà sử dụng chỉnh hợp thì đa số chúng ta sẽ gặp các bài toán liên quan đến chữ số thôi. Đấy, tức là có một tập hợp n phần tử là n số đấy. Và chúng ta sẽ lập ra các số tự nhiên có dưới n phần tử thì chúng ta sẽ sử dụng chỉnh hợp. Thầy hỏi bạn xem nào. Ba trăm bốn chín à, Nguyễn Sơn à, nào cùng chia sẻ cách làm với các bạn nào. Khi mà em chọn A bằng em gọi số của ba chữ số khác nhau là ABC ạ. Thì khi mà em chọn là A bằng 4 hoặc 5 thì B sẽ có 5 cách chọn, C có 4 cách chọn. Đúng rồi. Đây trường hợp 1 đúng không? Tại sao A4 là 4 và 5? Nếu mà A4 5 thì bản thân nó luôn luôn lớn hơn A50 đúng không? Nặng.
Thì cộng thì tính vào thì em sẽ có 40 trường hợp, và trường hợp tiếp theo là em cho A bằng 3 thì B phải bằng 5 và C sẽ có 3 cách chọn ạ. Chính xác. Thế là 40 cộng 3 là 43 ạ. Ok. Đấy, ở đây chúng ta có một cái dữ kiện đó là lớn hơn 350. Thì các bạn phải biết được, các bạn phải thêm một cái tư duy trong bài toán là lớn hơn 350 thì cái số nó phải như thế nào. Đấy, như vậy nếu như cái chữ số hàng hàng trăm nó là số 4 và số 5 thì chắc chắn là lớn hơn 350 đúng không? Như vậy chúng ta sẽ xét các trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là số A này này, nó chính là 4 và 5. Thì chúng ta có hai nhân với khi đó số B và C chúng ta sẽ chọn trong trong 5 số còn lại. Như vậy nó sẽ là A2 của 5. Lưu ý nhé, chọn trong 5 số còn lại và B, C nó có thứ tự nhá. Nên chúng ta sẽ sử dụng A chứ không phải sử dụng C ở đây này nhá. Tương tự đối với trường hợp thứ hai, ta chọn A bằng 3, chắc chắn A không thể bằng 0, 1 và 2 được, vì 0, 1, 2 thì chắc chắn nó sẽ bé hơn số 350 này rồi. A bằng 3 thì B bắt buộc phải bằng 5. Và khi đó chúng ta sẽ còn lại các số C nó trừ số 0 là được. Như vậy tổng cả chúng ta sẽ có 40, 43 số. Cho tập hợp các chữ số từ 0 đến 5 có thể lật được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau. Mà trong đó nhất thiết phải có mặt số 0. Đấy, như vậy số 0 là số bắt buộc phải có trong cái 5 chữ số này rồi. Đấy, ví dụ số 2. Bốn trăm tám mươi thì là đúng rồi đúng không? Tương tự cái này chúng ta cũng cứ loại chọn và chúng ta loại trừ thôi, cách một đúng không? Các bạn có rồi, có bốn vị trí sắp xếp số 0, miễn sao số 0 không đứng đứng đầu tiên là được, vì số 0 đứng đầu tiên là nó vô nghĩa. Như vậy chúng ta sẽ có bốn cách chọn vị trí số 0, đó là B, C, D và E. Ở trong đó A, B, C, D được chọn là 5 số còn lại. Và chúng ta sẽ có A 4 của 5. Như vậy chúng ta sẽ có 120 cách. Như vậy tổng số cách sẽ là 4 nhân với 120 bằng 480. Đấy, khi chúng ta đã loại được số 0 rồi đúng không? Đấy, còn 4 số còn lại chúng ta lấy trong 5 số thì như thế nào cũng được. Là chúng ta sẽ ra được một cái biến cố khác nhau. Vậy chúng ta sẽ có 480 cách chọn. Đấy, khi các bạn mà lấy cái file này về các bạn đọc lại ấy, những bạn nào mà chưa phân biệt được giữa A và C, các bạn cứ đọc lại các ví dụ đi. Như thầy bảo rồi, A chúng ta hay dùng như thế nào? Các bài toán liên quan đến đến chữ số thì các bạn phải nghĩ ngay các trường hợp là chúng ta có dùng A hay không. Đấy. Chúng ta đi vào bài tập cụ thể nào. Bài toán tính xác suất. Bài toán tính xác suất nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là các bài toán bản thân của nó sẽ là các bài toán tính biến cố trước cái đó.
Như vậy câu chuyện lúc nãy thầy bảo rồi, khi các bạn muốn tính xác suất trong một một bài toán đấy thì chúng ta phải có cái không gian mở đấy, thầy gọi đây omega đi, không gian mở của biến cố của cả một cái biểu thức và cái biến cố A. Các bạn chỉ cần tính số trường hợp của biến cố A ra, tính số trường hợp không gian mở ra, sau đó các bạn tính xác suất bằng cách là chúng ta lấy số trường hợp của A chúng ta chia cho không gian mở, là chúng ta sẽ ra được cái xác suất cần cần tìm thôi. Đấy, cái xác suất nó chỉ là bản thân nó chỉ là áp dụng cái công thức vào thôi. Đấy, còn cái câu chuyện mà chúng ta phải tính từng trường hợp là chúng ta nãy giờ chúng ta đang tìm cách để chúng ta giải quyết từng trường hợp đấy. Đấy, còn cái tính cuối cùng của chúng ta chỉ là chúng ta lắp vào công thức này thôi để chúng ta đưa ra xác suất thôi. À, các bạn làm cho thầy câu 1 nào, chúng ta sẽ đi lần lượt bài tập đến hết buổi học luôn. Đi từ mức độ dần dần nhá. Câu số 1. Chúng ta có 11 quả cầu, trong đó có 5 xanh lá, 6 màu đỏ, ngẫu nhiên và đồng thời 2 quả cầu từ hộp. Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu. Đầu tiên các bạn phải xác định được không gian mở trước không? Không gian mở của chúng ta là gì? Chúng ta chọn 2 quả cầu. Mở của chúng ta là 11 quả, như vậy chúng ta sẽ có không gian mở của nó sẽ là C11 2. Đấy. Và biến cố để lấy ra được 2 quả cùng màu. Như vậy 2 cùng màu ở đây sẽ có 2 trường hợp. Đó là 2 màu màu xanh sẽ bằng C2 của 5 và 2 màu đỏ sẽ là C2 của 6. Như vậy việc chọn 2 xanh hoặc 2 đỏ nó chẳng liên quan đến nhau cả. Như vậy tổng xác suất của biến cố A của chúng ta sẽ là biến áp dụng công thức cộng đúng không? C2 của 5 cộng với C2 của 6. Như vậy bây giờ xác suất thôi. Áp dụng công thức lấy biến cố A chia cho không gian mở. Chia cho C2 11. Đấy, câu đầu khởi động nó rất đơn giản thôi, ra đáp án là tất cả comment C đúng không? Thì nó sẽ là C. Đấy, câu 1 khởi động để các bạn phân biệt được cách chúng ta xử lý một bài toán như thế nào. Tiếp theo nào, các bạn xem câu số 2 cho thầy. Để được 2 quả cầu khác nhau. Đấy, cái này nó tương tự câu số 1 thôi. Các bạn làm nhanh luôn cho thầy. Như vậy chúng ta cũng có không gian mở trước đúng không? 4 xanh, 3 đỏ và 2 vàng. 4, 3 là 9. Ngẫu nhiên 2 quả. Như vậy không gian mở của chúng ta sẽ là C2 của 9. Biến cố xác suất để 2 quả cầu khác màu. Biến cố xác suất của để 2 quả cầu khác màu. Đấy, chỗ này không phải là câu này tại sao sinh ra sau câu 1. Mục đích không phải là để các bạn tính ra đáp số, mà mục đích để các bạn thấy như câu 1 chúng ta đã có cái phương án là chọn cùng màu đúng không? Câu 2 là yêu cầu chọn khác màu. Nếu như việc các bạn xử lý khác màu nó phức tạp quá, các bạn không nhớ thì các bạn sẽ tính cái trường hợp ngược lại cho thầy. Đấy là các bạn tính số biến cố chọn ra 2 quả cùng màu đi. Đấy, để chúng nó quay lại bài toán số 1 đúng không? Như vậy chúng ta có biến cố nghịch, biến cố đối đấy, hoặc là biến cố nghịch, các bạn thích chọn gì cũng được, gọi gì cũng được nhá. 2 quả khác cùng màu sẽ là C2 của 4 đúng không? Cộng C2 của 3 cộng C2 của 2. Đấy, chúng ta tính được cái này ra bao nhiêu đấy. Sau chúng ta sẽ tính được PA ngang của cái biến cố này sẽ bằng C2 của 4 cộng với C3 của 2 cộng với C2 của 2 chia cho C2 của 9. Như vậy bây giờ muốn tính biến cố thuận, chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi cái PA ngang này. Đấy, để chúng ta ra được
cái biến cố cần tìm. Đấy, như vậy câu 1 sinh ra nó để cho các bạn hình dung được câu 2. Khi chúng ta làm, chúng ta nếu như không giải theo chiều thuận được thì các bạn nghĩ ra cái biến cố theo chiều nghịch để chúng ta làm cho nó dễ. Đấy, các bài toán về biến cố đối nó sẽ như vậy. À, các bạn làm cho thầy câu 3 và câu 4. Câu 4 thì các bạn comment đáp án bằng số cho thầy. Đấy, mặc dù nó có đáp án nhưng thôi, giống như cái dạng điền đáp án đấy. Đáp án, lưu ý là khi các bạn điền đáp án nhé, các bạn phải phải điền phân số tối giản đấy, thầy đã nhắc nhở trong cái buổi đầu tiên rồi. Đấy, làm cho thầy hai câu nhá, câu 3 và câu 4. Các bạn comment cả hai câu vào cho thầy nhá. 3A và 5 phần 56, 5 phần 11. Bạn nào tính ra 5 phần 11 thì xem lại xem nhá. 4 bằng 3 phần 56 thì nhiều đáp án quá nhỉ. Nên làm gì nãy giờ lâu đấy, tắm lâu đấy, tắm 30 phút rồi, ướt cả tóc kìa, xay xay qua cái chân tóc đấy, không ướt này này, ướt hết chân tóc này, trời trời sao xay đi, một tí lại chặn cỏ là xay rồi. Nguyễn Linh nào, bao nhiêu nhỉ? 227 nào, câu 3 làm thế nào nào? C14 nhân C23 bằng 270.
Sau em lấy tổng số trừ đi cho 4 học sinh của 3 khối sẽ bằng 225, và suy ra cái 225 trên 495 mà bằng 5 phần 11. Ok, chúng ta dùng cái vậy như cũng có thể nói là dùng biến cố đối đúng không? Ở đây chúng ta xác suất để bốn học sinh sao cho chọn được không quá đấy, một cái dấu hiệu này, không quá ít nhất đấy lớn hoặc bằng cái gì, cái này chính là lớn hoặc bằng đấy, à bé hoặc bằng đây, không quá 2 khối đúng không? Như bây giờ chúng ta chọn hẳn 3 khối cho thầy. 3 khối thì nó sẽ bao gồm 4 học sinh thuộc cả khối 12, khối lớp 10 và khối khối 11. Như vậy chúng ta chỉ có các trường hợp sau. 5 học sinh khối 12, 2 bạn thuộc khối 12, còn mỗi bạn, 2 bạn còn lại đúng không? Mỗi bạn thuộc một khối là C4 của 1 cộng nhân với C đấy đây, C1 của 3. Tiếp theo, tương tự chúng ta sẽ có C2 của 4, C1 của 3, C1 5, C1 4, C2 3. Chúng ta tính ra được như bạn nói 270 10 cách chọn. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính được là cái biến cố này có số cách chọn là A bằng bằng không gian mở là 495 trừ đi đi 270. Đấy, chúng ta sẽ ra được 22 225. Đấy, như vậy các bạn tính xác suất thôi. Bằng 5 phần 11 đúng không? Các bạn đều có đáp án A. Nào, câu số 4 nào. Một bạn khác nào. Câu số 4 thấy có rất nhiều các bạn ra ở 5. Lê Đức nào. 522, 552 nào. Tại sao lại ra 15 phần 28 nào? Lê Đức đâu? Alo, Ừ, alo alo, bello bello. alo. Em liệt kê số từ 1 đến 8. Đầu tiên là không gian mẫu là omega sẽ bằng 8C38. Ok, C38 là không gian mở. Thì em liệt kê từ 1 đến 8 thì có 3 số là 128. Tổng bằng 11 đúng không? Đấy, các bạn đếm ra được. 1 cộng 2 cộng 8. 1 cộng 3 cộng 7. 1 146 cộng 4 cộng 6. hết rồi 1 đến hai Hết rồi đúng không? Hết rồi, tiếp theo nào. 2 đến cộng 3 cộng 5. 2 hai cộng 4 cộng 5. hai ba sáu đến hai ba sáu hai cộng bốn cộng năm rồi hai ba sáu rồi 2 ở đâu, 2 36, xin lỗi. Tiếp theo nào. rồi Hết rồi đúng không? ba cộng ba năm hết rồi Như vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu cách đây? sẽ có 5 nhân với bao nhiêu thừa 5 cách thôi. Dây thường gì ở đây nữa? Vì ở đây các bạn để ý nào. Xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ bằng 11. Như vậy, việc các bạn lấy thẻ số 1, số 2, giả sử như 1, 2, 8 hạn đúng không? Em lấy thẻ 1, 2, 8 thì nó có ảnh hưởng gì thứ tự đâu. Chúng ta chỉ quan tâm mỗi cái điều kiện là nó tổng bằng 11 thôi mà. 1, 2, 8 hay là 2, 8, 1 hay là 8, 2, 1 nó đều như nhau cả. Như vậy ở đây chúng ta chỉ có 5 trường hợp thôi. Như vậy xác suất của chúng ta sẽ là 5 chia cho C3 của 8, C3 của 8 bằng 56 à? 5 phần phần 56. Đấy nhá, 5 phần 56 nhá, lưu ý cho thầy. Được chưa, Đức nhỉ? Đức nhá, để ý nhá. Cái việc bạn chọn 3 thẻ đấy và tổng của nó là bằng 11 đấy, thì việc mà em chọn 1, 2, 8, 8, 2, 1 hay là 2, 1, 8 thì nó đều đều như nhau cả. Như vậy chúng ta không phải tính tính cái thứ tự ở đây. Đáp Thầy án. ơi, cho em hỏi một tí ở cái câu 3. Câu 3.
Thì tại sao ở cái biến cố đuối người ta không xét trường hợp là lấy toàn bộ học sinh của lớp 10 cuối 12 và toàn bộ học sinh của cuối 11 ạ? Ở đây là không quá hai học học sinh hai khối mà. Tức là em lấy một khối vẫn được mà. À, vâng. Ừ. Nào, tiếp theo nào, làm tiếp nào. Hai câu tiếp theo nào, cứ làm đi, làm còn đâu về bài tập về nhà. Trên lớp làm được những cái gì thì làm cho bằng hết. À thôi. Bỏ nhá, 5 6 bỏ nhá. Tìm câu khác đi. Câu 7 đi. Các bạn làm cho thầy câu số 7. Đang ăn được mic. Người đang uống mau. Bạn ơi. Mic mới thu âm tốt. Nên bạn hạn chế đấy. Bạn đáp cho anh luôn đi. Mơ à? Thế à thôi thế thì Lan là mình bạn đáp được chứ anh đáp sao được nữa. Anh đáp thì sao mình bắn laser cho bạn được. Bạn lại bạn tí bạn chuẩn bị bạn đóng cái cửa lại nha. Bật cái máy sưởi lên cho nó ấm cái phòng lên không lát là cởi áo ra lại. Thế không? Sướng không? Đáp cho anh là bạn phải cho vào ngăn mát để mát đi cho anh cho nó. Cái này anh cũng tự đáp được. Chưa cho anh nha. À, đây chưa cho anh nha. Test máy ảnh mới luôn xem thế nào. Xem camera chất lượng không? To quá, cảm giác to thôi. Để chuyển sang chế độ chân dung. Đây, đi đâu đấy? Xấu lắm. Để kiểu gì nó đẹp hơn đi. Nít căng. Có thể xóa đi cho hay là không? Xong. Để đây. Sao lại xóa Không đi. hay lắm. Lại gì tận à, tiếp tục nào câu số 7 đúng không? Đa sắc điều có 20 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm ô, chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh cái đa giác sắc xác suất để 4 đỉnh là một đỉnh của hình chữ nhật. Thì đầu tiên xác định được luôn ngay không gian mẫu là C. 4 20. Đúng rồi. C ở đây. C4 của 20 omega. Đấy làm câu xác suất làm đấy, cứ tính không gian mẫu trước thì đã còn làm gì làm. Đôi khi các bạn tính không gian mẫu ra các bạn vẫn xác định được cái đáp số đó tại vì sao? Ví dụ các bạn tính không gian mẫu đó. Thầy giả dụ như không gian mẫu của chúng ta là ra 969 thì chẳng hạn. Đấy, giả dụ thôi. Đấy, xong các bạn soi các đáp án các bạn thấy xem cái số 969 này nó có chia hết cho cái này không, chia hết cái này không. Thì chúng ta cũng có thể loại trừ được một số đáp án rồi. Thường là ví dụ như một số A đúng không? Chia cho 969 thì nếu khi chúng ta tối giản ra đấy thì nó cũng sẽ ra các phân số ở phía dưới đây chẳng hạn. Đấy, nhưng các bạn tính toán là các bạn cứ tính không gian mẫu là cái bước đầu tiên cho thầy. Nào biến cố nào. 4 đỉnh là 4 đỉnh của hình chữ nhật. À, đối với đường tròn một đa giác 20 đỉnh mà điều kiện để 4 đỉnh nữa là 4 đỉnh hình chữ nhật thì các bạn để ý cho thầy. Cứ hai đường chéo mà đi qua tâm của đường tròn
thì trò chơi chúng ta sinh ra một một hình chữ nhật. Nhớ nhá, hai đường chéo đi qua tâm đường tròn thì sinh ra một hình chữ nhật. Và trong 20 đỉnh nội tiếp tâm đường tròn thì chúng ta sẽ có 10 đường chéo qua tâm. 10 đường chéo qua tâm. Em thưa thầy, thưa thầy. Ừ. Thế ơi. C4 của 20 sao lại bằng 969 ạ? Thầy đang ví dụ, trời ơi. Thầy đang ví dụ để ví dụ như thầy bảo là các bạn tính không gian mở đấy. Thì các bạn giả dụ như các bạn không biết cách tính biến cố còn lại đúng không? Khi chúng ta tính được không gian mở thì chúng ta phải so sánh được cái mẫu số của đáp số này này. Đấy, để chúng ta có thể chọn gọi là cách để chúng ta chọn loại trừ đáp án đấy. Còn tất nhiên là nó không phải bằng 969 đâu. Cái này chỉ là ví dụ thôi, còn các bạn tính cụ thể là bao nhiêu thì tính. Như vậy chúng ta sẽ có 10 đường chéo qua tâm để sinh ra một hình chữ nhật. Thì chúng ta chọn hai đường chéo bất kỳ trong trong 10 đường chéo thì chúng ta có biến cố của A. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ra đáp số là xem nào. C hết à? Ok, 3 phần phần 323. Như vậy ở đây đối với các bài toán liên quan đến hình học, các bạn để ý cho thầy những cái dấu hiệu của cái bài này. Đó là ví dụ như 20 đỉnh nội tiếp đường tròn thì chúng ta có 10 đường chéo qua tâm. Như vậy để sinh ra một hình chữ nhật thì chúng ta cần hai đường chéo qua tâm. Như vậy khi các bài toán phát triển lên, người ta có thể thay đổi cái số số đỉnh chẳng hạn. Đấy, thì các bạn cứ cứ áp dụng như vậy cho thầy. Ví dụ như câu số 8 này, sinh ra một tam giác vuông này. Câu này các bạn có thể về nghiên cứu và làm sao nhá. Hãy chúng ta đi một hai câu nữa thôi. Đây. Đây, câu số 10 đi. Câu số 10. Đấy, liên quan đến Covid, cô viết là có khi năm nay nó cũng trúng ấy. Xác suất
C 1 phần 14. C hết à? Một phần 21, đáp án B. À, chọn rồi, xong C chán xong rồi giờ chuyển thành B đấy. Thử một bạn nhá. Nhật Hoa nào, 163 nào. Dạ. Cái này thì em nghĩ là B ạ. Đợi xíu, thầy cho nhỏ cái mic thì hình như hơi to đúng không? Ok, nào, như thế nào nào? Tại vì bài này em nghĩ mấu chốt của bài này sẽ là chọn số cách chọn tổ trưởng đều là bác sĩ. Thế thì nó sẽ là có bốn bác sĩ thì mình sẽ chọn ra ba tổ trưởng là C34. Còn không gian mẫu thì sẽ là số cách chọn tổ trưởng từ 9 người thì sẽ là C39 ạ. Xong rồi lấy C34 chia cho C39. Đúng rồi, một phần 21 Đúng đúng không? Ok, chính xác. Như vậy chúng ta chỉ quan tâm đến cái vấn đề tổ trưởng thôi. Đấy, chúng ta có bao nhiêu bác sĩ? 4 bác sĩ đúng không? 4 bác sĩ, chúng ta chọn 3 bác sĩ là tổ trưởng. Thì chúng ta có C3 của 4. Và ba bác cái không gian mở chúng ta sẽ là chọn tổ trưởng bất kỳ trong số số 9 người này. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có xác suất là 1/21. Đấy, các bạn nhìn đúng cái trọng tâm là các bạn sẽ làm ra nó rất nhanh thôi. À, một câu này nhá, một câu là xác suất còn đâu các bạn về các bạn làm nhá. Để đây xem nào. Một câu trong đề thi đi. Ok các bạn, làm cho thầy câu số 17 đi.
Câu số 17 nào. Nốt câu này thôi. Xong rồi hôm nay chúng ta đã kết thúc được cái chương xác suất. Các bạn ôn bài tập thêm trong cái trên shop và thầy sẽ up link bài tập để các bạn tiện các bạn download bài tập về. Link thì thầy sẽ làm sớm cho các bạn. Các bạn có thấy câu này quen không? Có bạn nào nhận ra câu số 17 là ở đâu nhỉ? Comment xem nào. Câu số 17. Đúng rồi, đề 2021. Đấy, thế mà còn nhờ bạn bây giờ chưa biết câu cách làm câu này. Đây nào, một bạn nữa nào. Đây, 150 ở con số mà ai cũng mơ ước trong kỳ thi này. Nào, 150 nào, bật mic lên nào. Chốt hạ nào. Đâu nhở? Bạn 150 có nghe thầy nói không nhở? Không có. Ừ, đấy, được cái số báo danh đẹp thế này mà thi không được 150 nữa gì. Nào, câu số 17 ta xử lý như thế nào nhở? Em với bạn nữ ạ. Em có thể là Không gian em không không gian nhớ mở ạ. trước, không gian mở trước. Tính cái không gian mở trước nào. Tôi nên mẫu là em mình hơn nữa. Ta chọn là xác suất để hai đề đúng không? Thì có ít nhất 3 câu hỏi trùng nhau. Đấy, như vậy bây giờ chúng ta tính chọn hai đề. 10 ngủ 20 nhân với cái gì? Một ngân Tôi hàng ngủ đề 20 có ạ. 20 mục. Mỗi mục có 10 câu hỏi. Đề thi có 20 câu hỏi ứng với 20 mục. Sao cho mỗi mục có đúng một câu hỏi. Chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng, ngẫu nhiên hai đề. Thỏa mãn tiêu chí trên. Như vậy sẽ là 10 của 20 nhân với
10 ngủ, 20 đúng không? Nào, tiếp theo là xác suất cụ thể thì sao? Chọn đáp án được mà lại không biết cách làm thế này, hảo. Đố Em thì mẹ. em chọn đáp án đó, em chưa chọn đáp án đó. Em thì thì em nếu mà hai đề thi mà không có câu hỏi chung thì sẽ là 10 mũ 20 nhân 9 mũ 20 ạ. Đúng rồi, chúng ta tách trường hợp 1, trường hợp 1, hai đề mà không có câu câu hỏi chung đúng không? Là 10 ngủ 20 nhân với 9 ngủ 20. Nếu hai đề có một câu hỏi chung thì sẽ là 10 mũ 20 nhân nhân 9 mũ 19 nhân C1 của 20 ạ. Trường hợp 2, hai đề mà có một câu trùng thì sẽ là 10 của 20 đúng không? Nhân với cái gì? Nhân với 9 mũ 19 ạ. Và Đúng một rồi. câu trùng là C1 nhân C1 của 20 ạ. C1 của 20. Và Trường hợp 3, đề có hai câu trùng. Vẫn 10 ngủ 20 nhân mũ 18 ạ. hai câu trùng thì còn 9 ngủ 10, 18 nhân với Đây là C2 của 20 ạ. C2 của 20. Tính tổng bài này ra. Đấy, Rồi chia đấy. cho cái này ta sẽ được P P ngang đúng không? PA ngang. Như vậy PA chúng ta sẽ lấy 1 trừ đi PA ngang. Chúng ta không tính trực tiếp cái trường hợp 3 câu ở trùng nhau thì chúng ta không tính được, thì chúng ta xét các trường hợp là không có câu trùng, một câu trùng và hai câu trùng. Chúng ta xử lý bài toán nó sẽ đơn giản hơn. Ok, các bạn có thể xem lại cái phần đề minh họa năm 2021. Nó sẽ có câu này. Đấy, những bạn nào làm đề minh họa rồi thì các bạn sẽ biết. Ok, buổi hôm nay chúng ta nghỉ tại đây thôi. Thầy đang nói cái gì thầy quên bây giờ. Cái link tài liệu thầy sẽ gửi cho lớp trong ngày mai đi. Tối mai, thầy hứa tối mai sẽ có cái link tài liệu cho các bạn để các bạn lấy các bạn in. Đấy, còn cái phần bài tập thì các bạn làm bài tập ở trên nhóm sắp dần đi nhá. Các bạn cứ dành một ngày các bạn làm bài tập đi. Các bạn làm trên đấy, ví dụ như lần thầy để số lần làm bài tập cho các bạn tầm 4-5 lần kia. Đấy, các bạn làm lần đầu tiên các bạn chưa làm chính xác hoàn toàn đấy, thì các bạn có in đề ra chúng ta luyện tập tiếp, sau đó chúng ta lại luyện tập trên máy tính này, các bạn cứ làm đi làm lại như vậy. Riêng môn toán thì chúng ta sẽ học từng chuyên đề một, tức là mỗi hôm chúng ta sẽ học một chuyên đề nên khối lượng đi nó sẽ rất nhanh, nên các bạn cố gắng là chúng ta chạy bài tập cho nó kịp. Thực ra các bạn có thể ôn từ từ, in về các bạn ôn từ từ ở nhà cũng được, không vấn đề gì. Nhưng chúng ta làm đến đâu thì chúng ta tránh cái trường hợp các bạn cứ để dồn cái khối lượng công việc lại một lúc một một cái giai đoạn cuối đúng không? Thì khi đó các bạn ôn nó cảm giác các bạn thấy nó nhiều, vẫn nhiều quá, nhiều bài tập quá. Thay vì đó các bạn cứ trong một tuần chúng ta sẽ có 3 buổi toán chẳng hạn. Thì các bạn bố trí các bạn làm gọn trong tuần đấy, tuần nào chúng ta đi gọn tuần đấy. Thì khi đó khi các bạn ôn tập các môn khác các bạn thấy khối lượng nó sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Chứ đừng có dồn tất cả các môn xong các bạn lại ngồi các bạn lại bảo để dành chủ nhật nghỉ chúng ta ngồi làm thì thấy nhiều quá. Xong lại lên giường lướt một tí hay là ngồi cầm chơi TikTok một tí cái lại hết mất ngày. Đấy, cứ dần dần như thế là chúng ta sẽ qua tuần này còn tuần kia thôi. Xong lại được vài tuần lại đến Tết xong lại thôi nghỉ xả hơi ăn Tết một tuần. Ăn Tết xong thì lại thấy ôi lại sắp đến kỳ thi rồi đấy. Nó trôi rất nhanh thôi, nên bây giờ các bạn cứ phải tập trung các bạn ôn tập kỹ cho thầy. Nhất là những bạn mà đang muốn ôn thi ngay từ cái hôm hôm 21 tháng tháng 2 đấy. 21 22 tháng 2 là có thi đợt 1 đấy. Và cái hôm sau thầy sẽ hướng dẫn lớp cái đăng ký sau, nên các bạn cũng không phải lo cái câu chuyện đăng ký đâu.
Hôm sau thầy sẽ làm một cái live stream hướng dẫn các bạn về cách đăng ký slot thi và đăng ký hồ sơ. Đấy, và trước hôm đăng ký thì các bạn cần chuẩn bị những cái gì thầy nhắc cho lớp lại. Thôi nhá, cả lớp nghỉ nhá, thầy chào cả lớp. Các bạn nào Vâng, thưa hát? thầy À ạ. quên, Thưa thầy. các bạn nào hát Thưa không? thầy. Bình tĩnh nào. Các bạn nào hát cho lớp nghe Thưa không? thầy. Thưa thầy. Đấy. Thầy đã tặng được bài ạ. Hôm nay không bạn nào hát à? Thôi, nghe thầy hát thì đợi cuối khóa nhá, tổng kết khóa thầy hát cho nhá. Lúc đấy các bạn bỏ lớp thì cũng có lý do. Chứ bây giờ hát xong lại mai xin nghỉ hết thì mệt lắm.